Đi đâu bà Linh? Đi hát. Ai nói đi hát? Ai nói đi hát? Tôi thấy cái băng rôn có tịch có mặt bà chảnh thì tôi không dám đâu. Đi livestream chứ đi hát đi. Không đi hát hả? Trời ơi, không đi hát là phụ. Đi livestream là chính. Okay. Tại vì nếu mà đi hát đâu có đi giờ này. Đúng rồi. Đâu có đi mà từ 4 giờ tới giờ, 8 giờ. Không? Đi hát đi ra có một xíu hát rồi đi về. Hôm nay đẹp còn của cái ta. Cái này là đi hát. Mình đi livestream. Cái cổ nè, cái tay nè, cái tóc nè. Đi. Rồi, chúng ta đã chụp hình xong và chúng ta bây giờ lên đường đến chỗ Teletron để livestream. 4 giờ bắt đầu mà bây giờ 3 giờ 35 rồi đó. Là mình tới mình phải canh máy rồi chuẩn bị chỗ đứng đàng hoàng. Không biết có ai nhiều người người ta ấy không? Phải chờ dành cái chỗ đầu tiên á, bà ngồi trên đầu để bà quay cho nó rõ. Bà đem theo chai nước theo bà uống thôi, bà khát nước bà xỉu quá bà Linh. Bà đứng bà canh cái livestream. Cái này là video quay behind the scene cái buổi livestream của Teletron cho nên là chết bà rồi. Không được. Mình phải không có đeo mắt kiếng. Tại vì bà biết tại sao không? Để mắt kiếng á, một lát nữa nó có nguyên cái lằn ở đây mà trong khi tôi bữa nay tôi lại không đem theo cái hộp phấn. Bình thường tám hay đem theo cái hộp phấn để tắm dặm á. Mà bây giờ quên rồi. Ai gọi gì? Ai gọi cho bà tính gì? Có chừng xe kìa. Tâm, ít tờ Tâm. Hello Tâm ơi. Chúng ta đã tới nơi rồi đây. Để coi hát ở đâu, ở trong nhà hay ở ngoài trong trời nhà. À trong nhà hả? Chu cha. Chị Ngọc lâu quá mới gặp chị Ngọc. Thôi chú. Chú có kì. Chị Ngọc này. Ồ, cái tên mấy vậy ta? Trong tuần hai mấy vậy đó. Ui, tôi chỉnh được cái máy ngang rồi. Mừng quá hả? Mừng quá trời luôn. Vậy bắt đầu gắn máy vô. Ai xô cụ cũng được, phải có tờ giấy để cho nó xúc ra. Ê bà chị Xe, bữa nay bà làm gì rồi, bà chị? Hai người chồng em mới tôi làm không hay gì. Ôi không hay gì. Không hay gì. Không hay gì. Không hay gì. Thì đó, ôi, dạ, không hay nhỉ. Bây giờ nhìn thấy quý vị ai cũng ngồi xinh đẹp, chả buồn những năm tháng về trước mùa dịch. Với ra ai, với ai? Quý vị nhớ mà, ông đó ông đeo khẩu trang, chở vợ ông đi chợ về nhà, tháo khẩu trang ra mới biết. Không biết, bây giờ ai đi sang? Trời đất ơi. Bây giờ quay sang, nó có đẹp hay xấu? Đó, bà đã có người ta. Ok, Florida là một tiểu bang rất là đẹp. Có người Việt Nam sinh sống rất đông mà đội thân vừa trở về từ Florida sau 10 ngày là bão áp vô. Florida có những vùng trái cây mà toàn là trái cây Việt Nam rất là ngon quý vị. Và bão vô là tất cả cơ thần bình địa. Ngày hôm nay chúc bà hát bài gì? Bây giờ lá bồ đề mẹ cho không hát, gần mi đông ca sĩ lắm. Nhưng mà tôi sẽ lại chuyện để giúp cho chương trình để mà... Cảm ơn lễ, thưa quý vị, lễ có cầm trong tay bức tranh này là bức tranh có lá đồng đó. Các bạn nhớ mà bỏ lục á, ở ngôi đa. Thì hai cái bồ đề của mẹ là một phương nhất. Cái chị Phương Huế, còn kia là chị Caron Kim. Bên này là Thúy này. Là sau ai mà muốn hơn như vậy thì tới cuối chương trình mình sẽ biết được là ai là người có được bức tranh này. Lâm Trần đang ngồi cầm máy cho ta. Thông báo cho người đó để mong là có thể mang được một số tiền giúp cho đồng bằng chúng ta tại Florida. Thank you.
trân trọng kính chào tất cả các cô chú, các anh chị có mặt trong buổi chiều hôm nay ạ. Xin cảm ơn và cũng được kính chào tất cả khán giả đang xem trên các kênh YouTube, nhất là kênh của bà Tám Tâm Thơ đang để đây này đó, ngay đây luôn á, ngay trước luôn. Các YouTuber kia đằng sau, có mình YouTuber bà Tám là ngay đằng trước luôn. Tôi chơi nổi mà, tôi chơi đứng trước gì đó, chịu thôi à. À, hồi nãy giờ các cô chú anh chị xem cái nhạc có vui không ạ? Vui thiệt không? Sao nghe xìu quá vậy? Có vui không? Có đóng tiền chưa? Hồi nãy thấy ca sĩ, nghệ sĩ đem thùng mà đi vòng quá trời luôn. Các anh chị nào đóng rồi đâu, giơ tay lên cho em coi coi. Ủa, đóng hết luôn. Trời quá trời tốt luôn. Xin cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều. Những cái tấm lòng quảng đại của cô chú anh chị cũng là một chút chút, mỗi người một chút thì sẽ thành một hồi coi như là ta kêu nhiều chút. Một chút xíu xíu thôi nhưng mà sẽ được còn nhiều chút. Bà Chi Di, hôm nay bà làm Na Tra hay là Hồng Hài Nhi gì đó, bà đến đằng kia kìa quý vị ơi. Quý vị nhìn Chi Di kìa, hôm nay bà làm tóc lạ quá, em nhận đâu có ra bà đâu. Đó, bà đứng kìa, bà nói bà làm Hồng Hài Nhi. Mà em cũng biết Hồng Hài Nhi là cái gì nữa. Mà nghe người ta nói Hồng Hài Nhi mà không biết. Thôi kệ, để có gì về nhà Google tìm hiểu thêm. Bây giờ em sẽ hát, hồi nãy giờ hát nhạc vui cũng có, buồn cũng có. Bây giờ em lên thì các cô chú muốn em hát vui hay buồn ạ? Hát vui hả? Trời sẽ giống bà Chi Di quý vị. Bà Chi Di bà nói thôi bà lên bà hát nhạc Pháp, bà giật giật samba mambo gì đi cho nó vui. Rồi đừng có hát nhạc buồn, tại vì mỗi người hát có một bài à. Cho nên thôi chắc theo lời cầu của Chi Di, Hồng Hài Nhi, em sẽ hát một bài hát ruột của em. Đó là bài hát samba mambo, được không ạ? Nếu được cho em một tràng pháo tay lớn lớn và là hú hú lên em mới chịu. Đó, vậy em mới chịu. Hú lại lần nữa đi, lớn lớn lên nha. 1, 2, 3. Dạ em cảm ơn rất là nhiều. Em hát xong mà hú nhỏ quá, em buồn lắm. Hú to to một chút giùm em đi. Dạ em mệt say bốc. Wow, dạ. Bà Tám hát tiếng Tây hay quá rồi quý vị. Rồi dạ, em cảm ơn chú rồi. Và hôm nay ngoài con đến đây từ 3:30 con sẽ ở tới cuối chương trình, bởi vì con có live stream cho khán giả của con coi. Đúng như vậy. Ngoài cái đó thì con xin ủng hộ cho chương trình là 200 đô chú nhé. Wow, vâng. Thưa quý vị, bà Tám YouTuber Cam Thơ ủng hộ không những bằng sức lực của mình, bằng truyền thông mà còn bằng tiền mặt 200 đô la. Con cảm ơn. Cảm ơn Cam Thơ rất là nhiều. Đây có chị Thanh Lan đã tới nè. Chị Thanh Lan đã tới. Bám là quay behind the scene đó các bạn. Tôm, Thiên Tôm đang hát. Đó, bà Chi Si bà đang live stream lần kia. Nói. Sợ ánh sáng không đẹp à nha.
Brexit nó có chữ EP nhiều hơn EP thì theo vị sư cũng có là EP quá trời dài luôn. Ôi mất công trời dài phỏng vấn luôn. Nó đài Việt Face kìa, chúc Pám cũng phỏng vấn đài luôn. Mọi người nãy giờ chiều tối giờ ngồi ở đây có vui không? Rồi tất cả chúng ta đến đây, Đào Phi và cũng như các anh chị em nghệ sĩ đến đây để góp mặt ở trong một cái chương trình rất là ý nghĩa. Chúng ta đều biết đến đây là để ngoài cái việc là xem văn nghệ ra thì để làm những cái việc giúp đỡ cho đồng bào ở bên Florida. Bản thân Đào Phi cũng có một vài người bạn thì cũng dính gọi là dính bão đó, rồi cho nên là may quá thì thay vì hôm nay De La John và cũng như là có những chương trình trong tuần này Đào Phi đi cũng để giúp đỡ cho đồng bào tại Florida. Ca khúc đầu tiên xin mời quý vị nghe ca khúc được mang tên Wendy. Diễm Liên thưa quý vị. Dạ Diễm Liên xin kính chào quý vị ạ. Dạ em Đào Phi. Hai chị, bây giờ em mới vừa giới thiệu là chị em mình sẽ gửi đến cho khán giả một ca khúc. À thì là chị giới thiệu bài với lại khán giả đi. Dạ kính thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị đã có mặt hôm nay để cùng với tụi em và Teletron mình làm một cái việc thật là ý nghĩa hôm nay. Các bạn, các anh chị đã nói nhiều lắm rồi, thì bây giờ cho em được hát, em với Phi được hát một bài mà em cảm thấy là rất rất ý nghĩa. Bài hát này là của một sáng tác của anh Trúc Hồ. Mời quý vị nghe bài hát mang tên Tình yêu, tình người. Bài này rất hay đúng không ạ? Phần trình diễn của Bảo Lộc và Hồng Loan. Dạ, Hồng Loan và Loan xin chân trọng kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Giờ hai đứa mình hát nha. Kính gửi đến quý vị một bài hát đầu tiên được mang tên Cúp Lều Lý Tưởng. Và đó cũng là nội dung của bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Và con tim đã vui trở lại. Thế nào xin mời ban hợp ca Cam Thơ Oscar, chị Phương Hồng Quế và Mami Phương Hồng Quế lên đây. Và quý vị muốn nghe bài hát này chậm hay là remix quý vị? Remix đi hả? Đúng không? Giờ remix cho nó vui đúng không? Con tim mà đập cho nó lẹ đúng không quý vị? Rồi, anh Nghĩa cho remix luôn nha anh Nghĩa. Anh Nghĩa là một mình ảnh là ba cây thôi đủ. Ấy hai, ba cây hả? Ba cây là chấp hết luôn quý vị. Quý vị ơi, ngày mai cũng đúng 4 giờ tại Teletron. Chương trình tiếp theo của cứu trợ Teletron tổ chức cùng với các anh chị em nghệ sĩ còn lại sẽ rất hấp dẫn. Mong rằng tất cả quý vị chúng ta hãy đến để mà ủng hộ cái tinh thần cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như đóng góp cho các đồng bào đang bị bão lụt ở tại Florida và các vùng phụ cận. 4 giờ giờ California nha quý vị nha. Đi một con đường, đi một lối đi. Ngày quá ngày và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người cho các tấm con nguyện yêu mãi. Cảm ơn anh Huy Nguyễn của Teletron. Cảm ơn các nhân viên của Teletron. Cảm ơn anh Dũng Ánh Sáng. Cảm ơn anh Quang. Cảm ơn các YouTuber. Cảm ơn anh Hoàng Nghĩa. Cùng tất cả quý vị đã đến đây với chúng tôi. Tiếp tục quý vị ơi. Tình yêu dành cho tất cả mọi người. Yêu mọi người mà.
chọn YouTuber Sunday TV, Trương Húc Huy, N10 TV, YouTuber Nam Quang, Bà Tám Cát Thơ, Phố Môn Sa Cali TV. Và đặc biệt cảm ơn công ty điện lực Telechon đã bảo trợ chương trình của quý vị hôm nay. Chương trình chúng ta đã chấm dứt và đây cameraman đã quắn cây, quắn đồ để chuẩn bị đi ăn, đói bụng quá rồi. Từ mình đi từ 3:30 ha bà Linh. Bây giờ là 9 giờ mấy rồi? 9:15. Đâu đó mượn cái đồng hồ coi 9 giờ mấy rồi. Gần 20 mà nói. Đồng hồ gì vậy? Để đâu coi 9 giờ 15 mà. Ờ đồng hồ đẹp dữ. Đồng hồ giờ Mỹ. Bây giờ bà muốn ăn đâu tôi dắt bà đi ăn ở đó, tùy bà, bao nhiêu giờ tôi chiều bà hết á. Bà muốn đâu, hàng muốn ở đâu chiều hết á. Ưu tiên cho calamen đi. Ưu tiên cho ca sĩ. Cái gì kỳ vậy? Dũng. Phải không anh Dũng? Dâm phải re. Em bye bye anh Dũng nghe. Làm mệt dữ hen. Sáng 8 giờ bây giờ. Hả? À set up hả? Tội nghiệp quá. Bắt đầu 8 giờ lên 9 giờ. Ờ, đáng lẽ tưởng 8 giờ xong ha, em cũng đói cũng chết mà. Hay á Huy, thầy hả? Được không? À điện thoại nó rung hả? Không có đâu. Nó đã cầm ở đây rồi. Rồi chúng ta ra đây. Hả? Cái gì? Của bà là vui nhất. Ủa tiếng Ngục của tôi là vui nhất là vui cái gì? À ý là tôi nói tào lao á hả? Không, dạ. Vui nhộn. Khán giả vui rồi, khán giả hào hứng. Sung. Ủa, xe ông xe bà để đâu? Ờ chạy xe qua đi bộ xa lắm. Bà Linh bà muốn đi ăn apple lanh nè. Rồi vậy để chạy qua. Nhỏ nè muốn kia không? Nào. Thôi đây ăn đây chớ gần đi. Là nét hả? Ờ là nét đi. Ok. Một hay hai? Một chứ hai. Ủa, giờ đóng cửa một, rồi. Giờ hai đóng cửa rồi. Bà Tám gặp bạn mà bạn là bác sĩ của em. Mà em bác sĩ của em. Chúng ta khen nha. Có hỏi anh em mình khen qua đây rồi. Khen cho trẻ đi là được rồi. Okay. Do bác sĩ lên sóng nè. Bác sĩ lên sóng. Bác sĩ lên sóng nè. Chết rồi. Bác sĩ của bà Linh mà tự nhiên quen với bà Tám mình đâu có biết đâu. Mình biết mình mà biết sớm của mình mà biết sớm là mình gọi điện thoại mình hỏi bác sĩ của bà Linh rồi. Thôi chúng ta ăn đây. Bye. Mẹ nha, rồi gặp sau nha. Dạ. Yeah. Bye chị. Bye chị. Dạ. Rồi chúng ta tới giờ ăn. Giờ ăn đến rồi. Giờ ăn đến rồi. Mời ăn xôi. Mời ăn xôi. Đây, chúng ta có 3 món. 3 món hả? Bò né, nuôi súp bột chiên. Trời ơi, giờ ăn bột chiên hả? Giờ này mà bà Linh cho ăn bột chiên. Đói bụng. Thì sẽ mọc lên. Đây là bột chiên. Đến đây là lúc nào cũng phải ăn. Peloton mới kêu hát ngày 5 tháng 1 ở Florida, Orlando. Thì ngày 4 là tôi từ tính là từ Việt Chi Nhà tôi về lại Cali. Mà hát Florida là từ bên đó tôi quay thẳng Florida luôn. Không có đi về lại Cali nữa, đâu kịp. Ngày 4 là tôi về Cali rồi ngày 5 tôi hát Florida tôi bay kịp. Cho nên là từ vị trí nhà là bay thẳng qua bên Florida luôn. Hay quá. Dạo này Tám bay quá trời luôn, Tám bay rành luôn á. Cảm
bay không tắm khôn luôn. Ừ. Hay là phá mở Florida đâu, Orlando đâu. Trong tất cả các món ở đây, món nào tám cũng thích. Tinh trần có thích không? Rất là thích. Hàng có thích không? Dạ rất thích. Vậy cũng như không, không phải một mình tám thích đâu, ai cũng thích mà. Trời ơi no quá. Đến taxi. Taxi hả? Taxi. Đi taxi hả? Đi bắt taxi đi. À, đi taxi đi. Đi lên đi. Taxi. Ai taxi cho tôi xuống đây? Cái gì vậy? Trời ơi hết hồn. Halloween chùa. Chùa hết hồn nó. Ủa sao cái xe nó đẹp? Taxi pa 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 tu. Hát coi, hát dài dài coi. Ba ba sa da. Sa 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 sa. Lâu quá không nghe bài đó rồi ha, bữa nào bà hát cái bài đó. Có tôi bà Tư đây. Bà Tám với bà Tư. Bye bye. Bye bye mọi người, cẩn thận nghe. Vậy đi đứt mẹ đây. Đi hả? Thôi đi đi, em đi qua rồi. Ừ. Ok, thôi về đi. Bye bye chị Linh. Bye rồi, rồi, bye. Xin mấy cái cho fan. Cho fan của bà Tám. Có người á, sen sờ. Mình làm bữa trước tôi đi mấy ly á, cái nó phải, nó đang đập, nó phải thò một chân là về. Về chào mẹ con. Trời ơi, nguyên một con ma. À, cái con xương sườn phải không? Ở bên vào trên nhà cũng có một cái con xương sườn á. Cái bộ xương với con xương sườn. Vào nghe chị My nói á, cái gì mà con xương sườn, bộ xương khô. Bộ xương khô. Cái con xương sườn. Cái con ma xương sườn. Con ma xương. À, con ma xương. Có làm sao nói vậy mà không? Con ma, nó có xương là con ma xương. Ma xương mà thêm cái sườn nữa nữa. À. Cho nó đủ vòng đúng không? À.
vào Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Trang Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Trang Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.